Hello anh em, hôm nay chạy với mình với một số bài tập linh nha. Khởi động thật là kỹ để có một buổi tập linh nó được chân chu hơn, nó được phăm hơn trên chấn thương ha. Cũng có một cái bài khởi động cũng tạm ổn ngày hôm nay để bước vào một cái work set. Bài đầu tiên thì mình sẽ tập cho phần lưng trên với máy row để kích hoạt cơ lưng được tốt hơn, nhớ chỉnh ghế cho nó phù hợp nhé. Mình cao 1m77 thì mình chắc là để mức tầm khoảng 6 hoặc 7 đó, cho nó ngang ngang với cái ngực tầm này đó, cho nó phần trên với phần ngực dưới một tí. Sợ. Cái này thì mình sẽ không tính thành một set bởi vì mình chưa có lắp tạ, là khởi động tí cho nó quen. Rồi, bây giờ sẽ đi vào lắp tạ. Cái máy này là cái máy mà mình cực kỳ yêu thích. Có những cái ngày mà mình tập lưng mà kiểu mình không có nhiều idea tập luyện thì mình cũng chỉ tập một cái máy này thôi, với lưng trên lưng dưới đúng duy nhất, một không đi đâu cả, chỉ có cái máy này. Nào, set cuối để sang bài tập khác. Một bài tập khá là ok để kích hoạt toàn bộ nhóm cơ lưng của mình. Và bây giờ mình sẽ rời sang bên bộ chỗ tạ dumbbell để tập cảm nhận nó tốt hơn, để cho mấy người sau còn tập luyện với anh em tập xong nhớ giữ cái văn hóa là để tạ về nơi chỗ cũ nha. Đó, để cho người sau họ tập luyện, nếu không tập có khăn lau
thì các bạn cũng lau để giữ vệ sinh chung cho người sau tập luyện ha. Với những cái bài tập mà kéo với tạ barbell hay là với tạ dumbbell thì mình hay sử dụng với cái Desa này để cho cái lực cầm nắm nó được giảm tải để kéo được nó nặng hơn một chút, cũng như là nó không bị mệt, nó hỗ trợ kéo, bởi vì những cái phần các khớp ngón tay như này nó không không có áp lực nhiều, bởi vì nó cái lực của nó dồn về cổ tay rồi nên là chúng ta kéo được ok hơn. Với cái bài tập dumbbell row này cảm nhận rất là ok, cảm nhận nó chung là phê đấy. Bài tập này nó cũng là một cái bài tập không thể thiếu trong các ngày tập lưng của mình, và mình nghĩ là cũng là của các bạn luôn đấy, để cảm nhận và để tối ưu nó vào rất là sâu. Nào, set tiếp tục. Set cuối cho bài tập này ha. Sợ. Phê quá. Mệt, thấm mệt rồi. Bây giờ sang bài tập gì tiếp đây? Bài tập tiếp theo thì mình sẽ tập cho cái, lại nhắm vào đây phía cái lưng trên với cái máy này, máy fly này, để kích hoạt được cái nhóm cơ teres major, teres minor, là cái nhóm cơ mấy cái nhóm cơ nhỏ nhỏ này. Đó, và phần vai sau ha. Đó, với việc ngồi ngược như này thì chúng ta sẽ tăng động lực cho phần nhóm cơ lưng trên khá là ok. Và cái bài này thì cũng thường được thêm vào những danh sách, ví dụ như tập lưng trên cũng như là tập phần vai sau, khá là hiệu quả. Thank you.
Mấy bài tập này thì nó nhẹ nhàng thôi nhưng mà rất là thấm vào trong cơ của chúng ta, cảm nhận khá là tốt. Cũng không cần tập quá nặng mà chúng ta nên thiên về cảm nhận cơ đó, đi tempo nó vừa phải, không nhanh mà không chậm quá, nói chung là lắng nghe cơ thể là chính. Bài tập này cũng ăn vào nhóm cơ cầu vai ấy, phần chắp dưới cũng khá là ok đấy, phần chắp dưới của chúng ta ha, phần đây đó, đó phần chắp dưới này. Rất là ok. Set cuối ha. Bài tập tiếp theo với cả bài tập cuối cùng cho cái buổi tập lưng ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái máy này cho hai bài tập để nhắm tới cây cơ lat đó, với cái máy pull down này đó. Thì bài tập bây giờ thì mình sẽ tập cái bài đó với cái dáng cổ điển như này ha. Tập bằng máy nó có một cái gì đó nó chất, so với kéo thì cũng thoải mái hơn đấy, nhưng mà máy nó có một cái gì đó nó khá là thâm. Bây giờ những cái thân máy mà thế hệ máy mới như kiểu của Techno Gym nó cũng khá là thiết kế với cả này kia nó khá là chuẩn, cho nên là tập nó rất là thâm. Nào, set tiếp theo này. Bài tập này khá là ok. Chung là một cái máy này mình khá là thích. Thế nên là ở phòng tập mà các bạn mà có cái máy này á thì đừng nên bỏ qua nhá. Đừng có ham tập với cái cáp lat pull down quá. Mà hãy thử. Đôi khi thì sử dụng cái máy này để cảm nhận và rất dễ đến tập đến cái ngưỡng thất bại và gần như là không lo vào đó, không lo vào cái bắt tay trước đâu. Thì thường có nhiều người nói với mình là em tập cái cáp kia ăn vào tay trước nhiều quá, em chỉ thấy mỏi ở tay trước thôi, không thấy vào lưng. Thì đó là có thể là các bạn sai tư thế và sai kỹ thuật một chút thôi, thì cần sửa lại một chút. Nhưng đối với cái cáp kia thì tập nó sẽ khó hơn với cái máy này. Cái máy này thiết kế ra để ngồi và là tập thôi, chứ không cần phải form dáng gì cả. Cho nên là với những người mới thì mình sẽ luôn luôn offer với các bạn là hãy làm quen hết tất cả với cái máy đi, để cho nó có một chút thể lực và có một chút cái kỹ thuật nhất định rồi thì hãy sang với những cái máy mà tập free khác, ví dụ như những cái máy
kéo như thế này, hoặc là những cái mà cần kỹ thuật nó cao hơn đó, cứ máy mà vẫn chơi vào cứ thế là máy cứ lên tạ cho trọng lượng vào mà tập mà đẩy thôi đó. Sợ nếu mà các bạn không cần tập dumbbell cũng không cần cái gì cả, chỉ cần cái máy thôi, ăn tập và lên trọng lượng đầy đủ, khéo hơn lại cũng lên cơ bắp rất là to luôn đấy chứ. Nên là hãy đừng có theo những idol gym mà tập những cái bài khó, tại vì các idol gym thì họ đã có một cái kỹ thuật nhất định rồi, và họ có thể tập nhiều bài mà nó khá là lạ mà các bạn có thể chưa nhìn thấy, để với cái mục đích của họ để tấn công sâu hơn hoặc là để cải thiện cái này cái kia. Đối với chúng ta thì là những người tập gym phổ thông thì cái nào an toàn, tiện lợi và đỡ mất thời gian là chuyển thế thôi. Đang sung thêm thêm bao nhiêu, thêm 2 miếng nữa, 2 miếng luôn đi, đẩy set cuối cho nó pump, set cuối của cái bài này. Nhức nhối luôn rồi. Nhức luôn. Tiếp theo thì mình giảm bớt trọng lượng xuống và mình sẽ tập vào one arm. Đó. Mình sẽ tập vào một tay như thế này ha. Đó. Kéo xuống như này để cho nó ăn vào cái phần đây này, cái phần rìa ngoài, cái phần phần trên của lát này, phần cơ lát nó sẽ nó sẽ như 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 thế này, đây nó sẽ như như này đúng không? Thì cả cái phần này này, cái phần rìa ngoài, cái phần cạnh nách của chúng ta này, để cho chúng ta có cái đó, có cái xô nó nhìn nó như này đó, thì là mục đích của mình sẽ muốn target vào cho cái nhóm phần cái phần phần đầu cơ lát đây, phần chỗ này gần nách nhá. Thì mình sẽ sử dụng cái máy này, mình tập one arm đó, tập one arm như này đây đó, các bạn có thể nhìn thấy á, các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Rồi mình cho thêm trọng lượng một tí. Ba đó. Sau đó mình sẽ đổi bên và tập mỗi bên tầm 10 rep. Đó, nếu mà cái máy ở phòng tập các bạn mà nó không có riêng, nó không có riêng mấy cái thanh kéo, nó không riêng mà nó thanh kéo là một tổng thể thống nhất á, thì các bạn có thể hoàn toàn tập bài này với cả cáp nhá, hoàn toàn có thể tập được. Hơi nhẹ, mình muốn tăng lên một tí. Đó, thì đây là cũng là bài cuối buổi tập của mình đó. Đây. Đó, mình muốn cho cái phần đầu cơ lát này nó được phành ra như thế này thì các bạn hãy tập bài này và bài one arm với cả cáp này này, đây này, kéo như này đó đó, hoặc là với những cái cáp thẳng như này thì các bạn sẽ dùng tay dùng cái grip nó nhỏ như này thôi đó ha, dùng cái grip nhỏ thôi thì nó sẽ tác động vào cái phần đầu của cơ lát đó, phần cạnh nách của chúng ta khá là ok. Set này để góc máy gần một tí ha, để cho các bạn nhìn phần đầu cơ này nó được tấn công vào như thế nào ở cái bài này. Oh.
Trên đây cũng là toàn bộ cái ngày tập lưng của mình. Các bạn nhớ thêm vào danh sách tập luyện của các bạn nhé, những cái bài tập lưng này nếu mà các bạn thấy hữu ích. Và nếu yêu quý mình cho mình xin một like và nhớ chia sẻ để cho mọi người, các bạn của bạn cùng tập luyện với các bạn ha. Đó, thì nhớ bình luận cho bên dưới để gợi ý cho mình những idea làm nội dung dài. Chứ làm nội dung dài là mình bí ý tưởng lắm. Nên các bạn hãy gợi ý cho mình thêm những cái ý tưởng nha. Bình luận cho bên dưới, mình sẽ trả lời hết tất cả các bình luận của bạn. Có thể là bằng text hoặc là qua video. Qua video đi, nó thú vị hơn ha. Nhớ bình luận cho bên dưới để cho mình được có cơ hội trả lời bình luận của các bạn. Đó, để đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tập luyện tiếp theo.